Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tháng Sửu, năm Sửu, trong cuộc đua của 12 con giáp thì con trâu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số có một cuộc sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Và do tháng này lại được nhị hợp với nguyệt lệnh cho nên vận khí được hanh thông thuận lợi, làm gì cũng được may mắn và thành công. Để biết được vận trình tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch gặp được những may mắn nào, thành tựu trong tháng 12 có gì rực rỡ và có những điều gì chúng ta cần phải lưu ý thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Sửu cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này, nếu bạn càng cố làm những công việc to lớn thì càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Đây chính là thời gian lý tưởng để bạn học tập và phát triển tư duy ở mức độ cao. Ngoài ra, có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời mời tham gia hoạt động mang ý nghĩa vun đắp tinh thần vào nửa cuối tháng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó thì tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không có gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ. Để gia chủ khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của người tuổi Sửu vẫn bình lặng, chưa có sự đột phá trong tháng này. Một phần do bạn đang còn chần chừ, do dự trước các cơ hội nên còn bỏ lỡ thời cơ làm ăn kinh doanh. Người làm kinh doanh nói chung, công việc ổn định, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm nữa. Chắc chắn, bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết là đối tác hay là người kết hợp làm ăn với mình như thế nào để phòng khi bị lừa gạt. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 12 âm lịch cần phải chú ý nhất định, đó là về vấn đề sức khỏe. Những gia chủ tuổi Sửu không được quá tốt về mặt sức khỏe, đặc biệt là dễ bị thương tích trên người. Khi làm việc, bạn không nên làm quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng. Bản mệnh căng thẳng mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn. Dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi ra sao vì bận rộn đến không có thời gian để thở. Tích cực đọc sách, chăm lo các thú vui tao nhã để đem lại cho mình đời sống tinh thần, cùng với đó là những cảm xúc tích cực nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm theo tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Sửu cũng không được thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh được một lần nhìn lại những gì bạn và người ấy đang trải qua, nhìn nhận thực tế mối quan hệ xung quanh mình. Bạn là người khá cứng nhắc, bạn không chủ động cũng không chịu mở lòng. Vì vậy nên dù có người tiếp cận cũng khó mà thành được. Bản thân bạn còn đang giữ quá nhiều tổn thương từ quá khứ. Phương diện tình cảm trong tháng này với bạn mà nói thì rất tiêu cực. Bạn nên mở lòng để đón nhận. Quá khứ cũng chỉ là để quên đi, tương lai đang đón chờ bạn ở phía trước. Những người tuổi Sửu đã có gia đình cũng không mấy êm ấm trong tháng này. Công việc bận rộn vô tình kéo bạn ra xa gia đình hay bạn không có thời gian để quan tâm và chăm sóc nhau và do đó thì tình cảm cũng dần phai nhạt, cần chú ý. Thời gian này cũng có thể có xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, những trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Sửu. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu làm mai, người đã có người yêu lại dễ bị hiểu nhầm vì những mối quan hệ khác phái thân thiết có nguy cơ làm rạn vỡ mối quan hệ đã có, cần phải có sự minh bạch trong các mối quan hệ bạn nhé. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch năm 2021. A. Tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997. Tháng 12 âm lịch Tân Sửu đối với tuổi Đinh Sửu là một tháng dùng để học hỏi, tháng xây dựng. Đây chắc chắn chưa phải là tháng hưởng thụ, chưa phải là tháng mà tự thành hoa và kết thành quả. Khó khăn sẽ có, mệt mỏi sẽ tới, nhưng chỉ cần Đinh Sửu bền tâm vững chí để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân, sắc bén, những điểm mạnh mình sẵn có.
Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ và có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần phải có thái độ nghiêm túc khi yêu đương và không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc là giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong một lúc. B. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trong năm 2021 này thì vận trình nửa cuối năm khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh cũng đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn và cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định để có thể thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình và đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. C. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tháng 12 này, bạn có số đào hoa và đặc biệt là nếu bạn đã kết hôn thì cần phải cẩn trọng với các mối quan hệ. Xem vận mệnh Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2021 Tân Sửu thì mệnh chủ sẽ cần phải đặc biệt cẩn trọng bởi đây là năm đại hung đối với bạn, vận khí cực kỳ kém. Trong khoảng thời gian này, phong thủy gia cát khuyên bạn nên phải cân nhắc kỹ càng trước những quyết định thay đổi công việc và chớ nên chủ động thay đổi vị trí chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. D. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2021 này, vận trình không có gì đáng lo ngại. Các mối quan hệ xã hội không được chú ý và dễ vướng phải thị phi. Tốt nhất là bạn nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít làm nhiều hơn. Và trong việc đối nhân xử thế thì nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại theo dệt những tin đồn vô căn cứ. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch là từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục. Xung, Mùi và Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch này thì sẽ cần phải tránh các ngày sau đây. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Gián Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các quý gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, v.v. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương trợ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin phía dưới bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Sửu phạm thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đổ họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, ở những người phạm tuổi thái tuế đều gặp phải những điều không may mắn trong năm. Và khuyên gia chủ tuổi Sửu, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc,
mà quý anh chị định sẽ thực hiện trong tháng 12 âm lịch này, thì quý anh chị hãy để lại những thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, đó là họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc là anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của kênh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo và chúc cho quý anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.